đây là nơi. Yeah, what we, đây là Thai, we international. So game, 454, yeah, psycho, let's go. I got the whole world screaming out Vietnam, getting recognition for my people I put on. Man, world screaming out Vietnam, getting recognition for my people I put on, made it back home and now I'm cool. Để chuẩn bị cho một cái giải chuyên nghiệp đầu tiên thì em cũng chuẩn bị cũng khá kỹ. Trước đó em đã thi đấu giải quốc gia, vừa xong là em xuống để chuẩn bị ngay cho cái giải này. Recognition for my people I put on, made it back home and now I'm cruising through Saigon. Trust that you know one at best, that bygone be bygone. I've been on this hustle, ain't nobody can knock that. Took a whole decade to see people start to react. Through the struggles, motivated, elevating your mind. A whole new generation with stories, it's just like mine. Adapt to the game, cause time slowly it changes it. But after said and done, the money speaking all languages. These fights will be for 8 rounds. Coming in from Thailand with a record of 3 wins, 8 losses, and 1 draw. In the blue corner, we have RT Bun Phlay. Lên thi đấu thì lúc nào cũng quyết tâm cao nhất để chiến thắng, mang chiến thắng cho tất cả mọi người. Come on.
sẽ là động lực để cho em cố gắng hơn sau những con đường boxing này. Chắc là sẽ là một cái đai trong cuối năm nay hoặc là năm sau. Trương Đình Hoàng thì tôi tin khả năng của em sẽ đạt được. Em có ý chí, kỹ thuật rất là tốt và tôi tin rằng với cái ý chí của em thì em sẽ lấy đai vô địch châu Á là được.